Đây nhiều rắn lắm. Ở đây nó lộ xác đây cực nhiều. Dạ. Nó lộ xác xuống này nhiều lắm. Bác cần lấy đây là thịt quặn bạn em nó thịt rắn. Đấy, rắn ấy. Đây đây vẫy có hai cái thôi mà. Anh không bẫy ở đây còn nhiều rắn. Đúng chỗ này là phải chỗ này phải bắt được tầm 20 con này. Nhiều rắn lắm. Đúng này. Sợ nhỉ. Ông lộ huyện Huyền kêu oai oai. Kêu sợ lắm. Lâm lâm giao thông nó bảo đứa nào nghe tiếng giống tiếng cái Huyền ấy. Ở đây chỗ này ở hố này là nhiều rắn nè, con này. Con này chỉ trầm nửa cân. Ở nhà có mấy con à? Quay hộ cái về xuống nhất. Mình nhắc lên đi thằng em quay em về cho lên pay bọn bạn em nó thích. Hôm nay có một thằng như ở nhà nó bắt được con hổ mang hoa bé tí. Bằng như con này. Con này để một thời gian nữa chết. Nắng này, nắng. Cầm cái nó bổ nó. Con này hổ mang hoa không anh? Ui. Đuôi. Ui con này bổ. Quay quay rồi. Thần rắn. Còn cái bẫy đằng sau kìa. Ui dạ. Trời đẹp quay. Em nhìn thế này em đã choáng ấy. Con này bị dính mấy hôm rồi. Hôm nay bắt được con hổ mang bành nha. Đấy bành. Con này đói lắm này. Sao hẳn xuống. Đấy. Chả lắm. Rồi anh bắt ở đây cũng một. Lắm thì mình không bắt. Con này hẳn đồng hơn mình bắt đấy. Con này chắc khác là nước. Nó khè khè lại nhỉ. Dực này nó mới phì. Hôm đó Huyền nó chụp, nó cầm nó chụp. Ê, chụp cảnh nhá, cầm nhá. Dạ sợ lắm. Dạ sợ. Em rắn em sợ. Còn này to nhỉ. Cái này cây độc. Chụp này nó to. Đấy. Kinh, nó kêu bắt này. Tại sao nhà sư cứ nhà thầy chùa thầy cứ bảo ra bắt. Hôm nọ nó bò vào nhà cả phòng ngủ. Ừ, thầy không dám đập chết à? Thầy gọi người ra đập.